Chương 481 Cổ lão truyền thuyết. Yến tiệc tổ chức ăn uống linh đình, mọi người cùng nhấp ly trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Nam Cung Tiên Âm bỗng nhiên là có chút thất thần, sau một hồi lâu mới là xúc động khẽ thở dài. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng nàng biết nếu tiếp tục đối địch với nhiếp ly tuyệt chỉ là còn được chết, thậm chí là đem toàn bộ Thiên Âm Thần Tông theo đó mà góp vào. Xem ra sau này Thiên Âm Thần Tông chỉ có thể phụ thuộc vào Vũ Thần Tông. Một khi trở thành phụ thuộc của Vũ Thần Tông, chỉ sợ rất khó rút đi. Nếu như vậy, nữ đệ tử tất cả đều tới Vũ Thần Tông, Thiên Âm Thần Tông còn là độc lập thế nào? Sau này chỉ có thể nói là càng trói càng sâu. Về phần những tông môn khác, bây giờ là từng cái đệ tử kiệt xuất nhất của tông môn đều là thủ hạ của Nhiếp Ly, mà bọn hắn còn là cầm thánh dược Nhiếp Ly cho. Tự nhiên là tất cả những người này đều là người người bắt tay. Bây giờ lục đạo thần tông chính đạo ẩn ẩn đã lấy Vũ Thần Tông làm thần tông đứng đầu. Trong đại sảnh trọn vẹn tới mấy trăm người, đều là các đại tông môn cao thủ. Lục đại thần tông tông chủ cũng đều tới. Bọn hắn tự nhiên là tới đây gặp Nhiếp Ly. Dù sao chịu Nhiếp Ly nhiều như vậy ân huệ, không tới gặp một lần chân thân luôn có chút cảm giác không đúng. Bọn hắn muốn là nhìn xem người cải biến lục đại thần tông cách cục này đến rốt cuộc là ai. Nhiếp Ly so với trong tưởng tượng còn muốn trẻ hơn, tuổi là trẻ hơn đã trở thành Vũ Thần Tông tông chủ, quả nhiên thật là khó lường. Ngay tại thời điểm mọi người lục đại thần tông chính đạo nói chuyện phiếm, Nhiếp Ly đứng lên, giơ chén rượu trong tay, xa xa hướng tới các đại thần tông tông chủ nói ra: hoan nghênh chưa về tới Thiên Âm Thần Tông, Nhiếp Ly ta thật là vinh hạnh. Gia hòa này đúng thật là biết huyền tân đoạt chủ. Nam Cung Tiên Âm liếc mắt, bất quá không có phản bác cái gì. Mới vừa rồi được Nhiếp Ly kín đáo bí mật đưa cho nàng một cái bình thánh dược. Nghe nói dược hiệu so với thánh dược phổ thông lớn hơn gấp mấy chục lần, nàng cũng chỉ có thể im lặng. Nhiếp tông chủ khách khí. Vô tướng thần tông tu tông chủ cười ha hả một tiếng nói ra: cũng không biết bây giờ Thiên Âm Thần Tông cùng Vũ Thần Tông là quan hệ như thế nào. Hỗn Nguyên Thần Tông tông chủ bình tĩnh nhìn Nhiếp Ly, hắn là nghĩ không có tới Nhiếp Ly thế mà lại dám thay mặt Nam Cung Tiên Âm nói chuyện. Nhiếp Ly cười ha hả một tiếng nói: võ tông chủ, Vũ Thần Tông cùng Thiên Âm Thần Tông thần như một nhà. Lục Phiêu nghe lời Nhiếp Ly nói ra, lòng cười nở hoa. Các nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông đều là người Vũ Thần Tông, có thể không thân như một nhà sao? Ồ, thật là dạng sự tình này. Hỗn Nguyên Thần Tông tông chủ thoáng nhìn qua Nam Cung Tiên Âm, đã thấy Nam Cung Tiên Âm không phủ nhận Vũ Thần Tông gốc rễ chỉ sâu quả thực là khiến người ta kiêng kỵ. Liền ngay cả Hỗn Nguyên Thần Tông thiên phú chắc tuyệt nhất chính là Đỗ Thạch Trạch cùng với Hòa Hỏa hai người đều là Nhiếp Ly bằng hữu. Hỗn Nguyên Thần Tông tông chủ lòng không khỏi có chút lo nghĩ, hẳn là Nhiếp Ly muốn sừng bá lục đại thần tông. Hôm nay muốn nói chính là chuyện này. Vũ Thần Tông bây giờ là thế lực cường thịnh, nghĩ tới chủ vị tông chủ đều là cảm giác tới Nhiếp Ly ta có chút sừng bá tri tâm. Chứ vị phải chăng đều cho rằng là như vậy? Nhiếp Ly nhìn về phía lục đại thần tông tông chủ nói: Hỗn Nguyên Thần Tông tông chủ, Vô Tướng Thần Tông tông chủ, các loại tông chủ đều là cúi đầu không có nói, không có đáp, không có phủ nhận. Các vị tông chủ đều là riêng phần mình ngồi, thân sắc bình thản. Bọn hắn ngược lại là muốn nghe một chút xem Nhiếp Ly chuẩn bị nói như thế nào. Hoàn toàn tương phản, Vũ Thần Tông cũng không có sừng bá trì tâm. Nếu Vũ Thần Tông thật muốn sừng bá, quả quyết là không đem nhiều như vậy thánh dược vô tư đưa cho các đại thần tông. Nếu như vậy thánh dược vô tư đưa cho các thần tông,
để dùng. Vũ Thần Tông chỉ cần lặng lẽ chính mình sử dụng, không ra mấy năm, tự nhiên trở thành đệ nhất tông môn. Chưa bị tông chủ có hay không phủ nhận lời Nhiếp Ni nói. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói ra. Nghe được lời của Nhiếp Ly, các đại tông môn tông chủ thân sắc đều hòa hoãn hơn không ít. Nhiếp Ly nói xác thực không sai. Nếu Vũ Thần Tông thực muốn sừng bá, làm gì đem thánh dược đưa cho bọn họ, tăng cường thực lực bọn hắn. Hỗn Nguyên Thần Tông, toàn tông trên dưới kính Nhiếp Ly tông chủ một chén. Hỗn Nguyên Thần Tông tông chủ bừng chén rượu lên xa xa kính Nhiếp Ly. Từ khi có Nhiếp tông chủ thánh dược, Vũ Tướng Thần Tông bây giờ thực lực tăng rất nhiều. Nhiếp tông chủ đại ân đại đức ta Vũ Tướng Thần Tông suốt đời khó quên. Vũ Tướng Thần Tông, tổng chủ cùng với tù mình bọn người đều là nâng kén đằng xa kính. Những người khác là nhao nhao đứng dậy, dù sao bọn hắn đúng là nhịu chịu Nhiếp Ly ân huệ. Đương nhiên ta cũng không phải là vô duyên vô cớ, giúp chưa bị. Nhiếp Ly cười cười. Người người đều là có tâm tư, ta cũng không có ngoại lệ. Nhiếp Ly tông chủ, nếu nào có cái gì cần chúng ta làm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Nhiếp tông chủ có chuyện gì cứ việc cùng chúng ta nói, chúng ta chắc chắn là dũng tuyền tương báo. Liền ngay cả Nam Cung Tiên Âm cũng là dựng lỗ tai lên. Xem ra Nhiếp Ly đúng là có mưu đồ. Chỉ là đến cùng mưu đồ gì, tại sao được các đại thần tông nhiều như vậy thánh dược, chính nàng ấy cũng không thông. Nhiếp Ly cười nói. Chư vị nghe ta giảng cho một cái cố sự. Thế gian này có vô số cường đại linh thần. Nghe được hai chữ linh thần, tất cả mọi người lỗ tai dựng lên. Thần của các đại thần tông tông môn tông chủ, bọn hắn đương nhiên nhìn qua tông môn điển tịch, biết thế gian đúng là tồn tại linh thần, mà lại cũng có rất nhiều linh thần chuyển thế, phụ thần cao thủ. Tổ sư của bọn hắn cơ bản đều là linh thần chuyển thể, một đời mở ra tiền lệ, sáng lập thần tông. Về sau các đại thần tông bắt nguồn sâu xa, theo dòng chảy dài kéo tới tận này. Thế gian này có một cường đại nhất linh thần, hắn muốn truy cầu chí cao tồn tại, trở thành đỉnh phong thần linh. Thế nên hắn muốn luyện hóa toàn bộ lòng khử giới vực. Đến lúc đó tất cả sinh linh đều hóa thành bản nguyên chi lực để cho hắn sử dụng. Nhiếp Ly nhìn về phía các đại thần tông tông chủ. Nghĩ tới các đại tông môn bắt nguồn xa xôi, dòng chảy trong điển tịch dài xuống hẳn đều có ghi chép vị ninh thần này. Hắn được gọi là thánh đế. Các đại thần tông đám tông chủ hai mặt nhìn nhau. Đây bất quá là truyền thuyết xa xưa mà thôi. Nam Cung Tiên Âm nhíu mày một cái. Hẳn là Nam Cung tông chủ cảm thấy là các người lão tổ tông cố ý muốn lừa gạt ngươi. Nhiếp Ly cười như không cười, lại nhìn Nam Cung Tiên Âm. Chúng ta tông môn điển tịch thật có ghi chép. Hỗn Nguyên Thần Tông tông chủ gật đầu đáp. Chúng ta tông môn cũng có. Chúng ta cũng vậy. Một đám thần tông đám tông chủ nghèo nghèo gật đầu. Lòng mọi người thất kinh, hẳn là linh thần được gọi là thánh đế này thật có tồn tại. Bọn hắn lại nhớ tới Nhiếp Ly mới vừa rồi còn cùng yêu chủ ở giữa đối thoại. Ta muốn nói chính là các người, tông môn điển tịch ghi lại cũng không phải là truyền thuyết. Vị này gọi là thánh đế linh thần xác thực tồn tại. Hắn luyện hóa lòng khử giới vực, tiến trình một khắc không có đình chỉ qua. Vì cùng thánh đế đối kháng, có mấy vị linh thần chuyển thế cường giả thậm chí gây dựng thiên thần tổ điện tới đối kháng. Nhiếp Ly liếc nhìn đám người. Thiên thần tổ địa chính là chúng ta lão tổ phi thăng chỗ ở. Chỉ có người đột phá võ tông cảnh giới là có thể được tuyển chọn, mới có thể tiến về thiên thần tổ địa. Hỗn Nguyên Thần Tông tông chủ nói ra. Không sai, ức vạn năm tới, thiên thần tổ địa càng không ngừng chiêu mộ cao thủ cường đại cùng một chỗ liên hợp đối kháng với thánh đế. Bây giờ thiên thần tổ địa gần như là đã vỡ nát, không khác, lại như cũ không có đánh bại được thánh đế. Thánh đế sắp luyện hóa lòng khử giới vực, thời điểm diệt thế sắp tới. Chỉ bây giờ là các ngươi tất cả mọi người còn chưa biết mà thôi. Nhiếp Ly cười khổ nói ra.
Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.